Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với tập 2 của hướng dẫn hòa âm cơ bản. Mình là Thụy và hôm nay chúng ta sẽ học về những hợp âm 7, những hợp âm mở rộng và những vòng hợp âm câu kết cơ bản. Trước khi bắt đầu bài học thì mình có một số lưu ý đối với những bạn chưa quen với series video này. Thì đây là một series video hướng dẫn hòa âm về cơ bản, có thể áp dụng cho rất là nhiều nhạc cụ. Mình hướng dẫn các bạn về cách tạo hòa âm, hợp âm và cái lý thuyết đằng sau nó. Cách dạy của mình rất là ngắn gọn, nhanh và dễ hiểu. Cho nên nếu như sau khi xem video bạn không hiểu thì bạn có thể tua video lại và xem lại đến khi nào bạn hiểu. Mình sau khi mỗi phần lý thuyết để mình có đều có tóm tắt và ví dụ để cho các bạn có thể được liên hệ với những cái mình đã học. Nếu như các bạn còn có những thắc mắc khác thì các bạn hãy comment sau video này trong phần comment. Nếu như mình trả lời được, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Đây là một bài học rất là quan trọng, tại vì đây là một cái ngưỡng cửa, nó ngăn cách giữa đệm hát cơ bản và đệm hát nâng cao. Nói chung là hòa âm nâng cao nói chung, thì các bạn phải lưu ý và hết sức tập trung trong những bài học này. Và một điều nữa là về cách học thì các bạn không thể nào giỏi được nếu như các bạn chỉ coi video và đọc sách. Các bạn phải ngồi vào đàn, ngồi vào tập viết nhạc, bạn phải ghi hợp âm, tập hợp âm ra. Không ai có thể tập võ hay là chơi thể thao giỏi chỉ nhờ đọc sách hay coi TV cả. Và đó là hết phần lưu ý và chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Thì cái đầu tiên trọng tâm chính của bài học và hôm nay đó chính là hợp âm 7. Thì nếu trong cái bài học trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo nên hợp âm cơ bản gồm 3 nốt khác biệt nhau, thì để ôn lại nhanh thì mình sẽ có cái nốt chủ là nằm trong tên của hợp âm luôn, một quãng 3 và một quãng 5. Thì trong một cái gam 7 nốt như thế này, nếu như mà mình đánh như thế này không thì nó rất là chán. Ví dụ mình đánh cũng được, nhưng mà sau một thời gian thì bạn sẽ cảm thấy nhàn và bạn muốn mở rộng nó ra. Thì đây là định nghĩa của hợp âm 7. Khi mà mình sẽ nói có hai hợp âm 7, có hai hợp âm chính mà mình sẽ nói nhau đây. Hợp âm thứ nhất đó là hợp âm major 7. Hợp âm major 7 là gì? Có nghĩa là tính từ nốt chủ trong gam cái giọng của mình đang chơi, ví dụ như đô trưởng, nốt thứ 7 của cái tính từ cái nốt chủ của mình, đó là mình sẽ có một quãng gọi là quãng major 7. Các bạn hãy phân biệt giữa cái major của hợp âm với cái major của cái 7, tại vì nó sẽ khá là phức tạp sau này. Khi mà mình có hai cái quãng này rồi, đây là một quãng major 7. Nếu như mình đếm cái số cung 1 2 3 4 5 cung rưỡi, quãng major 7 là cách cái nốt chủ 5 cung rưỡi, hay mình có thể gọi là nó cách cái nốt chủ gần nhất của nó nửa cung. Đến từ cái nốt chủ kế tiếp mình đếm xuống nửa cung là mình đã có được một quãng major 7. Cái hợp âm thứ nhì đó là hợp âm chỉ gọi là 7, hợp âm 7, hay còn có một tên gọi khác đó là dominant 7. Cái hợp âm này nó chỉ khác hợp âm bình thường ở chỗ là nó nằm ở cách cái nốt chủ gần nhất của nó một cung. Nhưng mà bạn lưu ý là cái nốt 7 này nè, nó không có nằm trong gam đô trưởng. Nốt này thì có, cái major 7 này thì có, nhưng cái dominant 7 thì không. Công dụng của nó mình sẽ đề cập sau. Bây giờ nếu mình nói đô major 7 hay là C major 7 thì mình có
nếu mình nói đô 7 không nói gì hết thì mình tự hiểu là đô trưởng thêm một quãng 7 dominant. Và đó là kết thúc phần hợp âm 7. Để tóm tắt lại, mình có trong cái gam mình đang chơi thì cái nốt thứ 7 tính từ cái nốt chủ thật là quãng major 7. Cái nốt chủ, cái nốt lưu ý, các bạn hãy lưu ý, cái nốt chủ này phải là cái nốt chủ của gam. Nếu như mà ở cũng ở trong đô trưởng mà mình đánh rê cái nốt thứ 7, nếu mà đúng theo gam. Nhưng mà các bạn hãy để ý là cái nốt thứ 7 này nè, nó cách cái nốt chủ là cái nốt rê á một cung. Cho nên cái hợp âm này đó là sẽ là rê thứ và dominant 7. Trong trường hợp của pha cũng trong cái gam đô trưởng luôn thì mình có cái nốt này lại là major 7. Cho nên các bạn hãy lưu ý, các bạn cứ chơi như thế này, nhấc lên hết, chỉ cần làm cho chắc là những cái nốt mình chơi nó nằm ở trong cái gam mình đang chơi thôi. Cho nên mình không có thể nào có nốt đen trong cái gam đô trưởng được. Nhân tiện khi mà mình nói về những cái hợp âm 7 như thế này á, thì nó nếu mà nó có hợp âm 7 thì mình phải thắc mắc là còn những hợp âm nào khác nữa. Chẳng hạn cái hợp âm mình mới chơi lúc đầu mà này âm gì nó quá nhiều nốt luôn, đúng không? Nếu như mà mình tiếp tục đếm sâu cái quãng 7 này, mình có một quãng 8. Nếu mà đếm theo nữa thì sao? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nhưng mà nếu mà trong dùng trong hòa âm á thì mình sẽ đếm theo quãng 3. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nhưng mà các bạn, nếu mà bạn nào có chịu để ý và bạn có, nếu mà các bạn có thắc mắc là tại sao cái ba nốt này nó tương đương với lại quãng 2, quãng 4 và quãng 6 ở trong cái cũ mà mình không gọi nó là quãng, mà mình lại gọi nó là 9, 10, 11, 13. Câu trả lời thì nó rất là, thật ra nó rất là khá là dài dòng, nhưng mà để có thể tóm lại là ngắn gọn á, là để phân biệt được khi mà mình dùng những hợp âm như là âm sụt, ví dụ hợp âm đô sụt 4. Khi mà mình nói hợp âm đô sụt 4, có nghĩa là mình bỏ quãng 3 và đánh 4 để mà mình tránh cái việc nhầm lẫn giữa đặt gọi tên với nhau. Nhưng chứ thật ra thì nốt, hai cái nốt này, cái nốt này cũng là như đó thôi. Nhưng mà khi mà sau này khi mà mình thấy tên của ví dụ như đô 9, đô 9 thang 11, đô major 13, là các bạn sẽ biết được là cách tìm như thế nào. Một cái khái niệm kế tiếp mà mình muốn nói khi mà nó liên hệ với cái này, cái đó là nếu như bạn, các bạn để ý á, những hợp âm này nó có hai cái điểm cần lưu ý. Đó là thứ nhất, cái bản thân cái hợp âm này đã, cái hợp âm này đã được tạo nên từ toàn bộ các nốt của gam đô trưởng. Cho nên mình có một cái rút ra một kết luận, cái gì đó là hợp âm được tạo ra từ gam. Nếu như mình đánh đô thứ 7 thì những cái nốt trong cái gam đô thứ đó, nó được tạo ra từ cái gam đô thứ. Điều thứ hai đó là những cái nốt mà mình đánh nó thật ra là những quãng 3 được chồng nhau, ba trưởng hay ba thứ thì cái đó vẫn còn cần phải bàn tới. Nhưng mà các bạn chỉ cần lưu ý là khi mà mình chồng những quãng 3 lên là mình đã tạo ra được những hợp âm mở rộng rồi. Chẳng hạn như nếu mà mình hợp âm cơ bản, mình chồng một quãng 3 lên
có thể quản bà một, quản bà trưởng, có thể một quản bà thứ. Tiếp tục mình thí dụ mình muốn chồng quản bà trưởng cũng được, hoặc quản bà thứ cũng được. Nếu mà bà trưởng xong rồi tiếp tục chồng quản ba lên, rồi chồng quản ba lên, thì mình đã có một cái hợp âm mở rộng rồi. Mình chưa biết hợp âm gì, mình phải coi kỹ hơn thì mình mới biết rồi. Nhưng mà cơ bản là mình đã có tạo được một âm, hợp âm mở rộng so với hợp âm cơ bản ba nốt mình bình thường đọc. Và khi mà nói tới hòa âm thì mình không thể không nhắc tới những cái vòng hòa âm, những cái câu kết. Thì khi mà các bạn nghe những cái người giỏi, người ta, những người biết hòa âm, người ta nói chuyện với nhau, người ta thường nhắc tới 1 4 5 2 5 1, 5 7 5 1 các kiểu đó, thì các bạn cũng không biết đó là cái gì vậy. Đó là nếu như mà các bạn có coi bài học đầu tiên của mình thì các bạn sẽ biết là mỗi nốt thì nó có cái bậc riêng của nó, chẳng hạn mà mình cũng vừa nhắc tới. Thì 5 1 2 4 5 6 7 8 7 của mình ở đây á là cái bậc của nó. Khi mà người ta nói 5 trong bất cứ cái gam nào, thế vì 5 1 về đô thì mình phải hiểu là đô ở đây là 1 và 5 là hợp âm bậc 5 của nó, giải về bậc. Ví dụ như người ta nói 5 1 trong son thì mình phải hiểu là bậc 5 giải về bậc 1 là hợp âm son. Vậy mình phải kiếm hợp âm bậc 5 của son để mà mình giải về bậc 1. Trong hòa âm, cái mối liên hệ giữa 5 với 1 đó là cái mối liên hệ mạnh nhất, không có cái nào mạnh hơn cả. Mình có thể đi 1 5 1 5 2 2. Thì khi mà các bạn muốn dẫn về một hợp âm nào đó, khi các bạn cho ví trong một dòng hợp âm các bạn chơi, các bạn muốn dẫn nó về một hợp, cái hợp âm nào đó mà muốn cho nó mạnh nhất, nó mượt nhất, các bạn cứ lấy cái quãng năm trước của hợp âm đó xong rồi dẫn về nó. Ví dụ đô fa son, thì bây giờ mình có đô về son về đô là 5 1 rồi. Nhưng mà 4 là fa son nó không phải là 5 1 ở trong son. Nếu mà mình muốn 5 1 ở trong son, mình phải kiếm quãng năm của son, đó là rê. Ở trong cái gam giọng đô trưởng thì mình có rê thứ, thì thay vì mình đánh fa mình sẽ đánh rê thứ. Đó là lý do tại sao mình có được những cái thay thế hoặc âm thay thế, đó là mình lấy cái quãng năm mình thay vô. Nhưng mà đồng thời cái hợp âm rê này nó là quãng 2 của so với hợp âm đô. Vậy mình có hai cái quãng năm với nhau. Không còn gì mạnh hơn cả. 2 5 1, cái đó là dòng hợp âm gần như là phổ biến nhất trong pop jazz. Sau đó là các dòng âm khác như là 4-1, 4-5-1 các kiểu. Để tổng hợp lại, 5-1 là mạnh nhất. Nếu như bạn muốn về bất cứ hợp âm nào, cứ bạn cứ lấy quãng năm của cái hợp âm bạn cần về, xong rồi chơi trước nó, sau đó chơi hợp âm bạn cần. Ví dụ bạn muốn về pha thăng thì bạn kiếm một quãng năm của pha thăng, đó là xong, rất đơn giản. Nhưng mà nếu các bạn muốn nhìn rộng hơn, thay vì chỉ nhâm một nhỏ hơn, các bạn có thể rộng ra nữa, một chuỗi ba hợp âm, đó là 2 5 1, quãng 2 cách quãng 5 một quãng 5, quãng 5 cách quãng 1. Cho nên từ
đây về đây rất mạnh, từ đây về đây cũng rất mạnh. Cho nên cái dòng hợp âm này rất là phổ biến. Mình khi mà mình chơi một bất cứ một bài nào đó, mình đều kiếm cơ hội để mà mình nhét cái 251. Một ví dụ khác trong 251, ví dụ như âm chủ bài này là la trường. Thì bây giờ mình muốn 251 về la trưởng. Quản 2 của la đó là C. Quản 5 của la đó là Sol. Và cuối cùng mình chơi lại một lần nữa. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn nhét thêm quãng 7 vô? Hãy nghe thử. Vậy để tóm tắt lại, lý do mà cái hợp âm 7 nó rất mạnh như vậy là tại vì nó cách nó ở rất gần cái hợp cái nốt chủ, nhưng mà nó không, nó muốn về mà nó không về được. Cái đó là lý do cái hợp âm 7 nó có cái một cái cảm giác rất là thú. Đó là lý do tại sao mình nên xài 7. Tại vì khi mà mình xài 7, mình mở ra nhiều cơ hội để mà mình tạo ra những hòa âm khác. Ví dụ khi mà mình đánh 7 thì mình không đánh 7, mình đánh này. Nếu mà nhìn vô á, các bạn đếm lên thì mình đang đánh là mi, son, si, rê. Đó là mi thứ 7. Nhưng mà nếu mà mình thêm cái nốt đô này thì nó lại, thì hóa ra khi mà mình thêm một cái nốt ở dưới thì nó lại hóa ra là hợp âm đô major 9. Hoặc là nếu mà mình chơi thì cái này là la thứ 7, nếu mình thêm cái thấp hơn nữa thì mình có pha major 9. Hoặc là nếu mà mình thêm cái này thì cái bốn cái nốt này là đô major 7, nhưng mà tại vì nó thêm thành la dưới này nữa cho nên nó thành la thứ 9. Đó là lý do tại sao mình nên dùng 7. Thêm toàn bộ hợp âm của mình, của bạn vô bằng âm 7, các bạn sẽ tìm thấy cái sự mới lạ. Và để tổng kết bài học ngày hôm nay, mình xin nhắc lại các khái niệm mình đã học ngày hôm nay. Quãng 7, 5 cung rưỡi, hay còn gọi là major 7, dominant 7, cách 5 cung. Ở trong hòa âm, mối liên hệ giữa bậc 5 và bậc 1 là mối liên hệ mạnh nhất. Nếu mà mình muốn mở rộng cái mối liên hệ này ra, trước khi mà mình tới hàng này, mình muốn về hàng này cũng mạnh luôn. Mình lấy hợp âm quãng 5 của cái hợp âm của cái quãng này, của cái quãng 5. Nhưng mà đồng thời cái mà trước khi mình cái hợp âm mình lấy nó cũng là quãng 2. Cho nên cái dòng hợp âm 3 hợp âm mạnh nhất của mình có được nó chính là 2 5 1. Khi mà mình không tìm thấy được cơ hội để mình nhét 2 5 1 vô, cứ việc tìm 5 và 1. Và đó là kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta. Nếu mà các bạn có điều gì không hiểu, các bạn hãy tua video lại và comment trong Facebook hay YouTube về các thắc mắc của bạn. Trong bài học sau, mình sẽ học về chi tiết hơn về các hợp âm sụt, hợp âm suspend, những hợp âm mở rộng như là 9, 11 và 13, công dụng của những hợp âm đó. Và trong tương lai thì mình sẽ dạy về những hợp âm nâng cao hơn, những biến âm, cách dẫn hợp âm về chẳng hạn như là để mà chơi được những hợp âm đó thì các bạn phải nắm cái bài học của ngày hôm nay trước.
Và xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.